Thế là chúng ta đã nhất trí cả. Các đồng chí phân tán mà về, đảm bảo bí mật. Phải khẩn trương lên mới kịp đó. Chỉ còn có 3 ngày nữa thôi. Bằng bất kỳ giá nào, chúng ta cũng phải thực hiện cho bằng được. Nè, chú Tám à. Dạ. Chú cố vẽ cho thật giống nhau. Nhất là đôi mắt cụ. Mắt cụ có 2 đồng tử đó. Trời, cụ anh minh lắm. Cả bộ râu nữa. Bộ râu cụ thật là đẹp lão. Dạ. Anh Tám à, em đề nghị anh chọn bức ảnh bác đang cười mà vẽ. Trong lúc này em chỉ thích nhìn thấy bác cười vui thôi. Chú Tám à, chú vẽ bác người cùng với các bạn cháu nghe. Các bạn cháu ở ngoài Bắc năm nào cũng được vô thăm bác. Được, chú sẽ cố tập vẽ. Khi nào vẽ được, chú vẽ riêng cho cháu một tấm nha Út. Hạng nhất, chú cố tập vẽ nhanh vào nha. Bác Hồ không lúc nào không nhắc đến miền Nam. Chúng ta phải cố làm sao để sớm rước bác vô thăm miền Nam mình. Thôi, các đồng chí phân tán về mau. Giờ này bọn địch đang đổi kiếp tuần tra. Và cũng phải giữ sức cho những ngày sắp tới. Các đồng chí phải đảm bảo nổi dậy đồng loạt. Mấu chốt của thắng lợi là ở chỗ này đây. Chú Tám à, chú cố vẽ cho thật lớn, để bà con từ xa đã nhìn thấy rõ nha. Bà con mong lắm đó. Chú là người chăm ngoài quả mình đồng khởi nay mai đó chú Tám à. Dạ, tôi sẽ tìm tấm ảnh bác mới nhất để vẽ. Năm nay bác 70 tuổi rồi, vẽ mãi tấm ảnh cũ nó kỳ lắm. Anh ở lại nghe anh Tư. Cẩn thận nghe chú Tám. Dạ. Tám đi đâu đó? Chưa về ha. Hai ông cháu về trước đi. Tôi rẽ vô xóm bên có chút việc, rồi sẽ về sau. Ông cháu tôi đi chậm, chờ chú đó. Dạ. Ông vô đây hái ít hoa vì mừng thọ bác Hồ nha ông. Ờ. Thật là kỳ diệu. Cụ xuất hiện ở đâu là chiến thắng ở đó. Ông nói sao hả ông? Hồi ấy, ông không nhớ năm nào. Cũng vào ngày này, hôm đó, trăng cũng sáng như đêm nay. Không hiểu tại sao ông không ngủ được. Ông liền trở dậy, nấu ấm nước, pha trà uống, rồi vác cuốc ra đồng. Vừa mới tới đầu làng, chưa bao giờ ông được trông thấy ảnh cụ to đến thế, đẹp đến thế. Ông chưa kịp đi báo cho ai. Ơ, thế mà không hiểu tại sao mọi người đều biết, kéo đến đông như trảy hội, bất chấp cả đồn bót tay.
mà lạ. Đứng đâu cũng như cụ đang nhìn thấy mình. Thế rồi bọn tay trên đồn kéo xuống. Hàng ngày chúng hung hãn đến thế. Mà bây giờ trông thấy ảnh cũ, đứa nào đứa nấy đều run sợ như thằng lằn đứt đuôi. Quan con leo lên. Mãi về sau, có một thằng liều mạng, hung hãn leo lên. Nó chưa kịp đụng tới cụ, thế là mình nổ tung. Bọn địch chết ngổn ngang. Về sau, không đứa nào dám đụng tới cụ nữa. Thế ai vẽ bức tranh đó hả ông? Mãi về sau ông mới biết đó là chú Tám Trung.
Dạ. Báo cáo, tôi đã cho anh ta tấn mà nó vẫn không khai. Chính ông phải tra tấn nó. Cho nó một bệnh điện. Cho nó vào hầm khói. Thế nào ngài đại quý? Tôi biết rất rõ thằng này. Trước đây chúng tôi lùng mãi mà không bắt được nó. Cách đây 10 năm, cũng ngày 19 tháng 5. Ngài nghĩ gì đó? Mình vô kích nổ. Dùng chúng kéo đến rất đông, chúng tôi phải đàn áp bằng mọi cách mà không sao giải tán nổi. Sau đó các ông có giải tán được không? Được chứ, nhưng gây go lắm. Mãi về sau, chính tôi leo lên, chính tự tay tôi gỡ bức tranh đó xuống, lúc đó mới giải tán nổi dân chúng. Tôi rất hân hạnh có được một người cộng tác như ông. Theo tôi, phải khử ngay tên này đi thì mới hồng làm tan rã được tinh thần dân chúng. Nó không phải là một tên diệt cộng quan trọng nằm vùng, nhưng dân chúng rất hâm mộ nó. Chính nó đã vẽ bức tranh đó. Được, sẽ có cách. Dạ.
mau lên. Đi. 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 Bác. Ê, ê. Mày kia, quay lại, quay lại. Bà con ơi, thưa ngài, cho bắt đầu. Cho dẫn nó ra. Tên Tám Trung là một tên Việt Cộng Nam Du, đã nhiều lần kêu gọi đầu thuốc, không những không ra, mà còn kích động dân chúng nổi loạn, chống lại Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tên Tám Trung theo luật 10 năm 9 bị kết án tử hình.
Chú Tám ơi, chú Tám. Anh Tám. Tám. Tám, con. Tôi xin 5 phút, ngài đại quý. Tôi được biết ông là một họa sĩ mà người Mỹ chúng tôi thì rất quý trọng những con người như ông. Chả lẽ tôi lại không giúp ông được một việc gì? Tôi chỉ yêu cầu ông một việc thôi, mà việc này rất phù hợp với tài ba của ông. Nếu ông vẽ cho tôi một tấm ảnh Ngô Tổng thống thì tôi sẽ xin ngài đại quý trả lại tự do cho ông. Ngài đại quý cho phép tôi. Mọi người ở đây sẽ làm chứng cho lời hứa của tôi với ông Tâm Trung. Xin ông chú ý, thời gian ngắn lắm, chỉ được có 5 phút thôi.
Tôi nhận giả. Tôi biết ngay mà. Ông là một người rất thông minh. Ông sẽ có đủ mọi phương tiện để vẽ ngay bây giờ. Đây, ảnh mẫu đây. Đi ông. Khoan cháu, ông vẫn tin chú Tám. Nói bà con ở lại coi sao đã. Ta có thể giải khác được rồi. Ngài đại quý, tôi rất khâm phục phó hạ tâm lý của ngài.